Ôi cái gì vậy? Cái màu. Wow, các bạn ơi quá trời màu luôn. Màu vàng. Màu gì nữa? Màu đâu? Rồi màu gì? Màu gì nữa? Màu đỏ. À màu trắng nữa các bạn ơi, đây Ken có 5 màu luôn. Màu vàng, màu nâu, màu xanh lá cây, màu đỏ và màu trắng. Rồi còn gì nữa ta? Wow, một bộ máy làm kem luôn nha. Đây, đây là bộ máy làm kem các bạn ơi. Rồi bây giờ bạn Ken mở có gì nữa không Ken? Wow, à khuôn, khuôn và ly kem nè các bạn. Rồi bây giờ bạn Ken mở ra nha. Rồi bạn Ken đổ ra đi bạn Ken ơi. Wow, đây các bạn, cái ly kem nè, mình có hai ly kem luôn. Và đây là máy làm kem. Rồi bây giờ mình ráp cái máy làm kem đi cho bạn Ken nha. Chưa, con ráp cái máy rồi đi. Đây cái máy. Chưa sai rồi nè. Đó, đây. Đó, ráp vô đây đó. Đây là cái đồng nữa. Đó. Wow. Đây đây cái máy làm kem nè các bạn ơi. Đã ghê chưa? Rồi bây giờ mình ráp. Đúng rồi, trên đây gắn vô. Đúng rồi, hàng đây. Phụ cho. Ê. Rồi, con lấy đất sét đây đi, mình nặng kem nha. À. Còn đây là mấy cái khuôn kem nè các bạn ơi. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở đất sét ra, mình làm thử cái kem nha. Rồi bạn Ken, con gắn cái khuôn vô. Wow, cục đất sét màu trắng kìa. Dính tay luôn rồi hả? Đây nè, mặc kệ nè. Đây, gắn cái khuôn vô. Méo rồi. Sai rồi bạn Ken ơi, bạn Ken làm sai rồi. Rồi kem nặng rồi, nó chạy rồi nè các bạn ơi. Bỏ cái ly vô. Rồi nó hết rồi, gỡ cái ra mình nặng tiếp. Rồi các bạn ơi, bây giờ bạn Ken tiếp tục bỏ đất màu đỏ vô để mình nãy là được ly kem màu trắng rồi nha. Rồi bỏ tiếp tục ra bằng Ken ơi. Không bỏ miếng đất màu đỏ vô nữa. Bỏ nhiều vô, bỏ đầy luôn. Rồi được rồi. Cái này dọn xuống. Nè con để cái khuôn á. Nè con để xuống cái đằng khuôn nè. Đó, ngay chỗ Ken nè. Rồi, đóng lại. Đè xuống đi. Em mạnh lên. Rồi, nữa. Ôi, ra rồi kìa các bạn ơi, ra rồi nè. Nữa, lấy cây kiều, lấy mũi kiều ra. Rồi, con quét ra đây cho nó đứt ra. Xong rồi, hay quá ta ơi, rồi tiếp tục lấy màu khác thôi. Rồi, bây giờ bạn Ken, đưa ly kem cho các bạn xem. Đây, đây các bạn ơi, qua cái ly kem nè. Ngon quá. Rồi, bây giờ bạn Ken mở cái màu xanh lá cây nha. Rồi, thêm màu xanh lá cây vô bạn Ken ơi. Đây, để mình dỡ này lên cho bạn Ken. Rồi, con rút cái cây này ra. Rồi, dẫn đi dẫn khu bao rút rồi bỏ vô. Rồi tiếp tục thôi. Con thích màu xanh lá cây hơn, con thích thì con bỏ nhiều vô. Rồi được rồi. Rồi bỏ ly kem vô. Chưa ngược rồi. Rồi con để ngay cái lằn này mới được nè. Đó đúng rồi. Rồi đè mạnh xuống. Mạnh lên. Wow ơi, cái cây màu xanh lá cây nó ra là dính màu đỏ luôn nè. Wow, tao để cho bạn xem đi. Hay rồi, thôi giờ làm ly khác đi. Lấy ly khác thì bỏ đi kem này lên đây, lấy ly khác bỏ vô. À cái đó hả? À cái này là cái khuôn con, cái khuôn làm kem á. À, các bạn ơi, giờ bạn Ken sẽ làm cây kem nha. Đây là cây kem này nè. À, quá. Ken sẽ làm cây kem sô-cô-la nha. Chưa, con bỏ cái cây này vô. Đây, để đây cho các bạn.
đó, mình để cái que kem vô mới được. Rồi đè xuống luôn. Không, con bỏ đất sét vô trước. Bỏ nhiều vô con, bỏ nhiều vô. Bỏ nhiều vô nó mới ra kem đẹp lắm. Nữa nữa, rồi xé nữa đi. Và đất sét này là bột nha các bạn, bột nó mềm á nó mới làm được nè, chứ đất sét cứng là không có làm được. Rồi thêm nữa đi, thêm nữa đi. Nhiều luôn. Rồi bây giờ mình gắn cái kem vô đi. Nhiều luôn, bự luôn á. Nữa. Thôi con bỏ cục bự vô luôn đi. Rồi ba bóp phụ cho. Bỏ bỏ nguyên cục luôn đi. Mình kem xé mệt quá các bạn ơi. Giờ rồi đóng lại. Rồi dịnh nha. Rồi đóng lại đi. Đóng lại làm cái kem. Và một cái kem sô cô la. Để chặt mạnh lên. Ôi. Rồi. Lấy ra. Dính dính nữa nè. Cô đè cái cây vô. Ừ đè cây vô. Rồi dở ra coi thành cái kem chưa. Trời ơi rồi thành cái kem này nè các bạn ơi. Wow. Rồi gỡ ra đi. Gỡ ra. Ôi con dục dưới đất hết vậy ủng sao. Ai. Rồi con để lên tay ba này con xếp ra. Rồi gỡ mấy cái đó ra luôn. Đây các bạn ơi, bạn Ken làm nguyên cây kem sô cô la rồi nha. Ăn thử thì ngon bạn Ken. À, làm đất sét ăn không có được hả? Sao không được, ăn được luôn chứ. Ăn giá bộ hả? Ăn giá bộ á. Rồi bây giờ bên kem sẽ làm cái kem màu vàng nha. Rồi lấy màu vàng làm cái kem nha bạn Kem ơi. Rồi đây. Rồi, thật màu vàng đâu, thật màu vàng đâu. Đúng quá hả? Rồi đây các bạn, một cái kem màu vàng. Wow, trong đó còn dính kem trong đó đó. Kem màu vàng nha. Kem thích ăn kem mít không? Kem mít á. Đỏ rồi nè. Rồi mình đóng lại mình cái kem màu vàng cho bên kia ăn thử nha. Ừ, bên kia bên kia. Thêm miếng bột nữa đi, chứa đủ. Rồi đẹp của ba đi, đẹp của ba. Đè cho nó đứt cái này luôn, đè cho nó đứt này. Con đạp lên, con đạp mạnh lên, đạp, ừ, đạp mạnh lên. Rồi gỡ ra coi. Wow, một cây kem màu vàng. Đúng lắm. À, đúng lắm hả? Quá, wow, mất cây kem luôn rồi. Ui, cây kem màu vàng ngon quá ta ơi. Ở từ từ nha bạn Kem, từ từ á. Bể luôn rồi hả? Chị kêu bỏ là bỏ ép lại. Méo rồi nè, méo rồi nè. Rồi ép lại. Đây bạn Kem mấy cây rồi, mấy cây kem rồi. Đây nè bạn Kem được hai, một cây kem sô cô la với một cây kem kem mít màu vàng. Thơm mà Kem ăn thử coi. Thơm quá. Đây mình còn đất không? Rồi giờ mình làm cái kem màu đỏ nha. Rồi mình làm thêm cái kem màu đỏ đi. Đây, à, cái này là cái khuôn nè. Cái khuôn bỏ bánh này bạn Kem ơi. Rồi bạn Kem tiếp tục làm kem nha các bạn. Rồi lấy cái này đóng lại. Đóng nhẹ, đóng xuống đó. Rồi bỏ kem cái dĩa vô. Wow, rồi quẹt ra. Wow, dài quá.
các bạn ơi. Đây 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 bỏ vô. Đó. Một chén kem luôn. Và bây giờ mình chơi kem. Rồi giờ mình chơi kem dài nè. Rồi giờ mình làm cái kem hai màu cho bánh kem nha các bạn. Rồi, dính nha. Ôi dài khủng khiếp luôn rồi. Ôi dài khủng khiếp luôn rồi các bạn ơi. Ghê chưa? Mấy mũi không hả? Thôi chị mấy bài các bạn đi. Rồi mình vô nhà mình chơi tiếp nha. Làm mấy bài đi.